Khoảnh khắc tốt đẹp nhất để giữ lại kỷ niệm và giữ lại kỷ niệm và gửi đến toàn thể gia đình trong kênh mình nha. Thì những lời yêu thương tốt đẹp nhất ở đây, anh em thay mặt anh em và gửi lời đến chúc tất cả mọi người buổi tối vui vẻ. Có nhu cầu mà băng nhạc này đến là băng nhạc này đi luôn đó. Đó là ai có nhu cầu mà phải là lấy cái đũa cắm cái áo hay là xé miếng vải gì đó dăng lên đó. Là phải tao bắn. Mời nhà à, đây anh em chúng tôi dân rẫy thì chỉ có chân thành vậy thôi. Làm gà đó, nấu lẩu nên anh em uống rượu với nhau vậy đó. Dân quê rồi hôm nay món này mai món khác vậy đó. Mai nhà khác rồi món khác nữa, cứ nhậu riết thôi là ngày nào cũng đờn ca vậy đó cả nhà. Làm tu sơ ca tăng trưởng rồi lên đó. Đó bà chủ nhà là đi ra đi vô hoài đó. Là hiểu rồi đó là. Hồi sớm không đi ra mà giờ đi trễ rồi mà đi ra là hiểu rồi đó. Chuẩn bị tắt, chuẩn bị cúp điện rồi đó, giờ cúp điện. Lâu lâu là tới 10 giờ là người ta về rồi. À, cúp điện. Thấy chưa? Hôm qua mới nói hôm nay vô chứ biết mấy ngày mà ở không người ta xuống mấy ngày luôn rồi. Vì anh thương em, vì anh thương em, thương nơi đôi bàn anh nhớ em. Sao rồi mày không lời mà mày không hát ai hát theo được, chọn cho ta đâu lên được, ta lên thì lên lên. Thì những điều ngân thành chia sẻ đến gia đình là rất là chân thành thôi. Là có những cái điều chất phát nhất ở dưới quê anh em chúng tôi là gửi đến cả nhà. Đồ đi mi pha son luôn không mà. Như tương hạt mưa non. Lớn nữa thì thương em mưa non dài. Không, không, cái này nhé. Hát cái gì theo quách ben không à, ghê lắm. Chơi quách ben không à, ghê lắm. Cách mẹ đi, cách mẹ gì.
ngán sao còn si quát không á. Đánh bài này, đánh bài hay lắm á. Cây bạc ngô, chiếc bóng hồ đâu là cô đơn. Nếu mình nghe nhau trong mơ, nghe tiếng bóng mưa rơi. Cũng không phải đâu anh, không phải ngoài trong nhạc đâu, nhạc trẻ từ nó giờ. Ông thuộc hát cái bài gì mà nhiều người hát được đó, mình hát rồi buồn chết luôn. Vì ơi dòng nhạc gì nó quê hương của cái gì Siêu Lách. Anh nghe dòng nhạc